Cả nhà ơi, sau khi mà Nga đi xem cái động Phong Nha xong á, thì phát hiện ở bên hông động Phong Nha có một cái viện bảo tàng tất cả cái xe cổ của cái thời đó quý vị. Và trong này là trụ quá trời những cái đồ mà cổ xưa, nhìn rất là đẹp nha. Bây giờ để Nga sẽ đưa mọi người đi khám phá cái khuôn viên này nha. Rất là đẹp luôn. Mới vô mình tưởng chắc có một hai xe ai về vô, một rừng xe luôn. Lật lật lấy máy ra review cho mọi người coi liền. Bước vô là đó, chúng ta sẽ thấy những cái dây đai thắt giống như để mà cột lên con ngựa hay cái gì đó, đại loại là gì đó. Đúng rồi, tôi đã nói đúng chứ tôi nói không sai như quý vị. Đó, mọi người thấy chưa? Ô, thời đó chạy, mình chạy xe ngựa cũng có bảng số xe đàng hoàng nha bà con. Đó, chứ không phải là chạy đơn thuần đâu. Đó, trước mắt chúng ta là wow, từ xa xa đây. Trước mắt đi vô mấy cái xe thì chúng ta sẽ thấy một cái khu giờ gọi là lò rèn của ngày xưa đó quý vị. Rèn những cái móng ngựa đó hả? Mọi người thấy chưa? Rất là đẹp nha. Đây là những cái móng ngựa nè quý vị. Đây cái lò gạch. Giống như lò gạch của chiếc phèo đó. Đây. Và chúng ta sẽ đi vô đây để review. Wow, cái này giống như là cái xe ngựa mà của Lọ Lem, mà trong bộ phim cổ tích Lọ Lem mà lúc mà bắt đầu đi ăn cái pho đi của hoàng tử đó quý vị, mà để rớt chiếc hài đó. Ồ, wow, thời đó ta ăn mặc vậy đó, leo lên cái xe ngựa ngồi bị lớn vậy đó quý vị. Cái bánh xe ngựa bự chà bá lửa luôn, mà cái xe ngựa trong này nhỏ xíu à. Đẹp quá ha. Đẹp nha. Ta làm những cái xe rất là công phu nha mấy người. Ủa, tiếp theo cũng là xe ngựa, nhưng mà xe ngựa này như chở rượu sao quý vị? Nghe thấy cảm giác như xe ngựa này là xe để chở rượu đó. Thời đó những cái xe họ làm chắc chắn dễ sợ không? Ủa, bằng gỗ hả? Cái xe rất là chắc chắn và rất là đẹp. Thời đó đi người ta phải đội những cái nón này nè. Wow, những cái xe này là có từ thời xa xưa rồi. Năm 1903 hả? New York năm 1903. Này đúng là xe cổ thiệt luôn mọi người. Đây, cái xe này như chắc xe chở hàng hóa đây nè. Cái này chắc xe chở đồ ăn, thức uống gì đây nè. Ủa, cái xe mà giống như cái thuyền vậy đó mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Cái đai bằng da thiệt luôn. Đó, nó có từ năm 1625. Năm 1915. Wow, là cái xe này nó cổ xưa lắm rồi đó. Ồ, nó có mấy cái xe nhỏ xíu nữa nè, thấy cưng không? Cái xe này chắc để đẩy trẻ con đi hả trời. Đó, thấy không? Xe để đẩy trẻ con đi nè quý vị, năm 1905. Ồ, đây là những cái xe xưa cổ rất là dễ thương nha. Ồ, em phân tâm không biết là review bên nào luôn đó. Đây. Bên này cũng là cái xe ngựa luôn nha bà con. Đó, xe ngựa này có đèn, đồ có kèn, đồ các kiểu luôn. Rồi ngày xưa những xe ngựa rất là hoành tráng nha. Mình coi những cái bộ phim mà cao bồi đó là mình sẽ thấy cái bộ phim, những cái xe ngựa rất là nhiều. Trời, những cái xe rất là sang chảnh luôn của thời đó nha mọi người. Wow. Đây là những cái xe để đẩy cho trẻ con đi đó bà con. Ồ, cái này đứa nhỏ mấy tuổi đi trời. Để đẩy baby thôi đó. Mà người ta cũng thiết kế cái xe luôn á. À, thời đó là baby khi mà mình mặc đồ quý tộc á là ba mẹ sẽ đẩy con chứ cái xe này giống như là cái nôi bây giờ mà mình đẩy đi vậy đó, giống như là cái xe đẩy của mình giờ đó ha. Mà thời đó cái xe đẩy của đứa trẻ nhìn nó hoành tráng chứ bộ.
đầu tư rất là nhiều tiền và rất là công phu luôn đó. Đó. Đó, mọi người thấy những cái xe này đó không? Rất là sang chảnh. Đó, cái xe này có từ thời năm 1985, cũng để cho đẩy baby thôi đó mọi người. Trời ơi, cái hồi đó đẩy baby thôi mà những cái xe sang chảnh như sợ luôn á. Cái này cũng làm bằng mây rồi. Ô, có lúc lắc luôn nha mọi người. Có lúc lắc luôn á. Giống như đi là nó có độ êm luôn á, lắc ru trẻ con ngủ luôn á. Cái thời đó, cái thời quý tộc đó, ăn mặc đã rườm rà mà cái xe nôi cũng rất là rườm rà luôn nha, mà đẹp. Wow. Đó, mọi người thấy chưa? Trời, những xe thời này là phải người giàu, quý tộc bá tước mới có được, có tiền mua được những cái xe này. Giống như thời buổi giờ đại gia mà chạy xe hơi vậy đó quý vị. Họ làm công phu dễ sợ. Xe này có từ năm 1888, năm 1905. Wow, xe này thì chở được nhiều người hơn. Có thể là ngồi từ 4 tới 6 người ngồi đây. Cũng là một cái xe ngựa rất là sang chảnh nha. Thời đó con ngựa nó kéo những cái xe rất là đẹp mọi người. Mình thấy không? Xe này có từ 1900. Dù lồng che rước giống như là đón quan trạng về làng vậy đó. À, bắt đầu thời này bắt đầu là có xe đạp quý vị. Năm 1869 là có những chiếc xe đạp, chở xe đạp này chở đâu được ai đâu trời. Ôi, xe đạp ngày xưa nè bà con. Ôi, cái này là xe đạp mà tân tiến luôn, hình con ngựa nha, cái yên chà bá lửa luôn mà cũng không chở được ai cả. Ở thời đó là những chiếc xe đạp nó thiết kế gì vậy đó, cũng làm cái đuôi ngựa luôn chứ mới ghê chứ. Đó, mọi người thấy không? Ủa? Rồi cái xe đạp này rồi đạp làm sao ta? Cái yên đây rồi đạp đây hả? Cái bánh xe to chà bá luôn rồi leo lên đây đạp đó. Trời ơi, thời đó nó có những cái chiếc xe đạp thì cái kỳ cục ghê luôn. Nè, cái xe đạp này rồi mặc đồ rồi đạp làm sao? Coi như là tưởng tượng ra mặc một cái đầm, đúng không? Mặc một cái đầm sore dài đó xong mà leo lên đây đạp hả? Ồ, ngộ nghĩnh quá bà con ơi. Em đang thắc mắc cái xe đạp này, không biết thời đó người ta đạp làm sao luôn đó. Đó, những cái mẫu xe đạp ngày thời xưa nè quý vị. Đó, cho mọi người bicycle đó, thấy không? Nãy giờ review khám phá thì Nga đang thắc mắc nhất là cái xe đạp này quý vị. Nga không nhớ là Nga đã có từng coi một bộ phim nào đó là hồi đó người ta đi xe đạp kiểu này nè. Có nghĩa là cái tay cầm nó ngay tại cái yên luôn, và cái bánh xe nó to như vậy đó mọi người. Và người ta đạp đi, trời ơi, tôi đang suy nghĩ hoài luôn á. Cái này giống như là rạp xiếc luôn á mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đây là cũng một cái xe ngựa nữa. Đó, nó có nhiều model lắm. Và ở đây là nó có cái đồ mà để quất cơ, gọi là cái đồ cầm cái quất con ngựa để cho nó chạy đó. Rồi đây nữa cũng là một cái mẫu xe ngựa mới nữa quý vị. Và có đèn đàng hoàng nha, có đèn chiếu rất là đẹp luôn. Xe này có năm 1890 tới năm 1919 nha. Ồ, cái xe này dễ thương nè. Cái xe này có bộ thấy gọn nhẹ dễ thương nè. Ồ, cái thời đó là 375 đô chiếc xe này hả? Đúng không? Thời đó 375 đô là nhiều lắm không ta? Ồ, năm 1903 chiếc xe ngựa này trị giá 375 đô.
Ồ dễ thương lắm luôn mọi người. Giờ nó bán cho mình 500 đô mình cũng mua nữa đó. Dễ thương lắm. Kêu dễ sợ luôn. Cái xe ngựa cổ xinh ơi là xinh luôn. Đó, ô cái xe càng sau này nó càng gọn ha. Wow, quá trời luôn nè mọi người ơi. Những cái mẫu xe sau này nó rất là gọn nhẹ và nó tiện lợi, cái bánh xe nó thu nhỏ lại cho nó không có chà bá lửa như lúc trước nữa. Wow. À cái xe này không phải là xe ngựa đúng quý vị, xe này là giống như xe hơi thời đó rồi đó. Là không có cần con ngựa kéo nha, có tay vô lăng là tự lái luôn rồi đó. Này là tự lái tự điều khiển luôn nha bà con. Cái này là tay vô lăng tự lái tự điều khiển luôn, chứ phải xe ngựa nữa, ôm lộn. Và đây mọi người thấy không, trời ơi những cái xe thời đó nó thiết kế nó đi cái màu cũng đẹp lắm luôn. Đây cái này là một người lái một người ngồi trước hả? Ủa sao ngồi vậy, thường là cái xe lái là cái vô lăng nó phải ở trước phải không, người lái phải ngồi trước, người ngồi hưởng thụ ngồi phía sau. Còn cái xe này nó ngộ nghĩnh quá bà con ơi. Nó sản xuất năm 1905. Là người lái là ngồi sau. Cái bà nội nào mà khách khứa hay là gia đình gia đạo thì ngồi phía trước nha. Ngộ quá, ngộ quá. Rồi đến cái xe này cũng tự lái luôn nha mọi người. Tự lái luôn, thiệt tình luôn. Wow, cái xe này cũng đẹp quá. Cái hồi đó cái đèn xe nó rần rần quá ha. Đèn nào nó ra đèn đó, nó giống như là giống như hai cái đèn lồng trung thu mà cầm đi chơi vậy đó. Chà bá luôn, họ làm đẹp lắm nha. Làm đồng đậm đặc luôn á mọi người. Ôi, rất là đẹp. Xe này nó có model từ năm 1904. Hồi đó chiếc xe này trị giá là 650 đô nha. Cái này xe này chạy bằng điện hay bằng xăng, bằng nước gì ta? Bằng xăng. À, xe này chạy đúng rồi chạy bằng xăng. Cái gì ở tại Michigan hả? Michigan là người sản xuất ra chiếc xe này. Chết cha, cái xe đang nhỏ vậy qua tới cái xe này nó bự quá. Chở nguyên dòng tộc đi sao mà bự quá mọi người ơi. Nhưng mà sao hồ sơn một xe rất là đẹp nha mọi người. Đó, xe này sản xuất năm 1908. Thời điểm đó chiếc xe này là giống như The Paris đó. Ôi mấy cái phim mà ngày xưa mấy cái phim mà bá tước đồ ha, à, nhớ không? Người ta đi những chiếc xe như vậy nè. Chiếc xe rất là sang chảnh nha. Ồ, lát nữa Thúy Nga sẽ review cho mọi người xem chiếc xe Cadillac nữa mọi người. Ồ, hồi đó là tay lái nó nằm phía bên tay phải nha mọi người, không phải tay lái nằm bên tay trái đó. Cái vô lăng xe nè, nó có cái gì, cái thắng hay là cái cần số gì trên này luôn thì phải. Đây. Rồi chúng ta sẽ trở lại. Cái xe này là cái xe Cadillac nha mọi người. Năm 1904. Ô chiếc này tới 900 đô luôn. Nó là Cadillac mà mọi người. Nó hơi mắc một chút. Ồ những chiếc xe nó đẹp. Năm 1906 luôn nè. Nó ra đời năm 1906 nha. Ồ chiếc này lên tới 950 luôn rồi bà con. Bọc ghế rồi đẹp ha. Rất là antique luôn. Đẹp xuất sắc luôn mọi người. Những chiếc xe hồi đó họ làm rất là công phu và rất là đẹp. Năm 1890 nè, tới năm 1919 nè, đời những chiếc xe này. Ồ chiếc này có 500 đô quý vị. Chiếc này thời đã bán 500 đô. Thời này 500 đô là cũng cả một gia tài đó, để mua một chiếc xe đó bà con. Rồi, tới chiếc xe này là Wilton năm 1903. Để coi, chiếc này bao nhiêu tiền. Ô, chiếc này tới 2.500 đô luôn nha bà con. Chiếc này tới 2.500 đô luôn. Trời ơi, thời điểm này chạy chiếc xe này là quý sờ tộc lắm luôn đó nghe bà con. Thời đó mà ai có chiếc xe này là quý sờ tộc, tại nó tới giá 2.500 đô luôn. Rất là sang chảnh nha. Chiếc này là chở nguyên bà con dòng họ đi còn được luôn mà đó. Ghế ghế tự nhiên rồi. Hồi đó mặc mấy cái đầm mà sơ rê rồi leo lên xe này là hoành tráng lắm luôn á. Thấy không?
Đây là những cái xe rất là mắc tiền. Và những cái đèn này nó làm bằng giống như đồng thiệt của quý vị. Đẹp lắm luôn, chắc chắn là rất là sang chảnh. Cái đèn pha ra đây. Đây là xe sản xuất năm 1907 nha. Rồi, nó đẹp nhất nó ốc luôn. Thật ra bây giờ có chiếc xe nào mà chạy giữa phố Bonsa cũng là động trời lắm đó mọi người. Thật sự bây giờ mà có bán tôi cũng ráng tôi mua. Tôi mua cái lâu lâu tôi chạy ra ngoài Bonsa, tôi đi ăn trứng vịt lộn, hoặc là tôi đi tôi đi ăn sáng uống cà phê đậu vô Bắc Kinh, cái người ta cũng ngú hồn đúng không mọi người. Ở đây nữa, đây là cái xe này. Cái xe này thời này là bao nhiêu tiền đây? Ô, cái xe này làm tới một cái level nó lên rồi quý vị. Xe này đời 1907 là 1150 đô nha. Đây, giá chiếc xe này là 395 đô năm 1908. Ồ, xe này thấy thường quá đúng rồi. Bởi vì giá nó về là đúng rồi quý vị. Xe này đơn giản, không có cầu kỳ bằng xe này không. Ta nói tiền nào của đó nè. Những cái xe đẹp bao giờ giá trị nó cũng mất tiền hết. À, cái xe này thì năm 1909 650 đô. Ở thời này người ta đã chạy những chiếc xe đẹp và đầu tư hoành tráng như vậy nó mỏi vậy. Đây chiếc xe màu vàng này, Sona nè quý vị, năm 1908 luôn. Giá trị chiếc xe này, ô, chiếc xe này tới 1800 đô luôn quý vị. Cái xe nhỏ mà sao mắc dữ vậy ta. Nhưng mà nó rất là quý sự tộc nha bà con. Xe rất là đẹp. Rồi là xe tiền nào của đó là vậy đó. Thời đó một cái điều rất là kỳ diệu. Không phải là kỳ diệu quý vị, mà đúng nguyên tắc là xe nào cũng phải có bảng số xe. Xe này là 600 đô hả? Chiếc xe này là 600 đô quý vị. Là tất cả xe đều có dùng biển số xe đồ nha. Đây, mọi người thấy chưa? Chiếc xe này là không phải để chở người mà lại để chở hàng hóa. Giống như là một cái xe truck của mình bây giờ vậy đó mọi người. Xe này chắc để đi thu hoạch cây lúa rồi bắp biết đồ củ quả đem về đây nè, chở đây nè. Nên cái xe này cũng thời điểm đó cũng rất là rẻ nha. Đó, có cái hộp đựng gì đây trời, đựng tiền hả. Cái xe này là hồi đó có 600 đô bà con. Cái này là giống như cái xe truck rồi đó đó quý vị. Đó là chở đồ ăn thức uống gì đó, giống như xe đi chợ vậy đó. Xe là xe chở hàng đó bà con. Đây. Wow, xe này năm 1909. Để coi cái giá nó 850 đồng. Đó mọi người thấy chiếc xe 850 đồng chưa? Nhức đầu chưa? Ồ, những cái xe cổ nhất cái đầu lâu này. Đẹp dã man luôn, đó mọi người thấy không? Xe này thật ra cũng chỉ chở được hai người thôi. Những cái bánh xe rất là chắc chắn. Ủa, cái này để thay cái vỏ bánh xe thôi quý vị. Đó, những cái này là để cái đồ sửa xe thời đó đó quý vị, bơm bánh xe rồi các kiểu. Rồi đây mọi người thấy chưa? Nó có cái cốp sau để đựng đồ luôn mọi người. Rồi đó, người ta đã chế tạo những xe rất là đẹp. Và đây là chiếc xe rất là độc đáo, rất là đẹp, của năm 1914. Ô, chiếc xe này cái level đã lên rồi quý vị, model 48 và trị giá của nó 5.001 đô. Vào 5.001 đô so thời bây giờ là cũng là cao, mà thời đó 5.001 đô nghe nghĩ cao lắm luôn á. Mọi người thấy chưa, bắt đầu cái đèn bắt đầu nó thay rồi, nó thay cái kiểu mắt đèn nó to. Wow, chiếc xe này rất là sang chảnh nha. Và người ngồi trên chiếc xe này mặc đồ cũng kỳ cục lắm mọi người. Nhìn xem tưởng con gấu mà thực ra lại gần biết đây là con người nha quý vị.
con người mà mặc áo lông nguyên bộ râu thấy ghét không? Đeo mắt kiến, không phải mắt kiến bình thường mà là mắt kiến bơi luôn đàng hoàng nha. Mặc cái áo lông gì đó, lái cái xe này đi một đường, ra ngoài đường là không ai biết đâu là con người mà đâu là động vật. Thời này mặc đồ mà thời áo lông gì là sang chảnh lắm nha mọi người. Cái xe này tới 5.000 đô, có nghĩa là rất là mắc tiền. Không biết cái này là cái gì, hình như là cái cổ máy của cái xe thì phải. Mà chiếc xe này cũng chỉ có chở được một người với một người lái thôi đó. À, sau này là cốp xe nè. Ồ, có cái thùng đựng nước luôn. À, cái thùng đựng xăng thì phải mọi người. Thùng này là đổ xăng vô. Đó, mọi người thấy chưa? Có bảng số đàng hoàng nha. Mọi người thấy những cái xe như vậy nhất cái đầu lâu chưa? Xe 5914 nha. Đó, những cái biển số xe nè quý vị. Rồi đây, tiếp theo là cái chiếc này. Chiếc này bao nhiêu đây ta? Wow. Chiếc này nó lên à, cũng chỉ giá có 1975 đô thôi quý vị, năm 1914. Westcott hả? Xe này thì bắt đầu là nó có phủ che lại để cho tránh gió tránh mưa rồi đây. Mà cũng giá trị cũng chỉ có 1975 đô thôi. Thấy đẹp không? Rồi đây, đây cũng là một cái dạng cái xe bán tải đó quý vị, xe mình để chở đồ, chở hàng chứ không phải chở người nha. Đó, xe này là xe để làm việc đó quý vị. Xe này 800 đô. Đó, mọi người thấy chưa? Wow, chiếc xe này Nga thích nè. Trời, chiếc xe này đẹp quá mọi người. Xe này nhìn rất là quý sịch tộc, giá nghĩ chắc cũng không có rẻ đâu ha. Tôi coi coi. Ồ, cái xe này 1.150 đô, 1.910 thời đó, giá trị nó khoảng 1.150 đô. Wow, đẹp lắm mọi người, xe rất là sang nha. Tất cả cái màu vàng gô của nó rất là đẹp nha, đẹp hơn những cái màu vàng của thời này mà mình mua những cái đồ vàng nó không đẹp bằng cái thời này quý vị. Thời này họ chạy vàng rất là đẹp luôn, nhìn giống như chạy vàng thiệt vậy đó. Đi cái màu rất là đẹp, decor đẹp quá. Đó. Rồi chiếc xe này của thời này. Chiếc xe này khoảng tầm 825 đô của năm 1910 nha bà con. Mọi người thấy đẹp nhất đầu lâu chưa? Trời ơi, người ta sưu tầm những cái xe đẹp quá mọi người ơi. Đẹp lắm luôn á. Đẹp không nói nên lời luôn. Đó, thời ngày xưa người ta đi những chiếc xe như vậy nè bà con. Đó, sau này có thể đựng đồ, cốp xe này các kiểu. Rồi đây, tiếp theo chiếc này. Đó, xe cổ năm 1911, giá cũng chỉ có 750 đô thôi. 750 đô của thời đó là rất là nhiều tiền chứ không phải là đơn giản đâu. Cái xe dễ thương, cái đường bước lên xe cũng rất là gọn gàng, nhẹ nhàng, phù hợp với những cái bộ đồ thời đó. À, những bộ đồ thời đó rất là rườm rà, nhưng mà kết hợp với cái xe này thì ngồi lên là rất là đẹp mắt nha. Rồi, chiếc xe này 1.600 đô, sản xuất năm 1912, Hudson hả? Mọi người thấy chưa? Xe vẫn có vỏ sơ cua treo lên nha, hai bánh. Đẹp mọi người. Thấy không? Cái đẹp con họa tiết rất là đẹp luôn. Và đây tiếp theo là cái xe này. Cái xe này thì xe Ford nha quý vị. Đó, xe Ford năm 1910. Thời đó chiếc này là bán khoảng tầm 950 đô, Made in Michigan. Michigan sản xuất như quý vị, của Mỹ sản xuất. Xe này nó có bật cái kiến lên nữa quý vị. Nó hạ xuống nhìn chứ mà nó còn bật lên cao lên nữa nha. Cái ghế da từ đó, cái da nó chắc ghê nha. Cái da nó cứ ngắt luôn, cái da nó không rách luôn các bà con.
cái ghế ngày xưa nó kiểu antique, nó đục lỗ nè. Giờ tới giờ những cái sofa nha vẫn thích những cái mẫu ghế giống vậy nha. Không hiểu tại sao giờ ghế sofa nha vẫn thích mẫu này. Và những cái ghế bây giờ nó làm nó vẫn thiết kế nó đóng những cái lỗ đinh y chang cái thời ngày xưa cái này nè. Những cái mẫu ghế mà kiểu nó hợp cái phong cách quay antique á. Xe này sản xuất năm 1912. Mệt, xe này xe hiệu xe mệt quý vị. Chỉ có 475 đô, chắc ngồi xe này mệt dữ lắm nên giá hơi rẻ nha. Hơi rẻ mà vẫn đẹp. Đối với những cái xe này quá đẹp luôn, đẹp lắm luôn mọi người. Và đây, tiếp theo là chiếc Ford nữa quý vị, năm 1912, chiếc này 700 đô à. Chạy bằng xăng hết chứ quý vị. Rồi xe này chở được rất là chở đồ. Ngồi trước chỉ có hai người thôi. À có một có người ngồi phía trong được quý vị, để đưa cái mặt ra đó, giống như là ngồi trong kính đáo đó, đưa cái mặt ra ngoài cái ô cửa sổ đó quý vị. Chắc là vậy. Theo trí tưởng tượng của em là vậy. Chiếc này cơ. Đây mọi người ơi, thì nãy giờ là Nga đã review khám phá cho mọi người xe nhiều lắm luôn. Nhiều mức độ mà cảm giác giống như là mình vô một cái xứ sở của xe cổ. Và đây là chiếc xe này là năm 1913. Chiếc xe này trị giá là 1.300 đô nha quý vị. Những chiếc xe này rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không? Xe thời đó nó sản xuất nhìn nó có cái gì nó rất là classic nha. Nó rất là hợp với những cái bộ đồ của thời đó. Còn nếu mà thời này mặc đồ này leo xe là nó hơi bị chỏi quý vị. Nó hơi bị kỳ cục lắm luôn. Cái xe này thì Nga đã review rồi. Đẹp không? Cái xe đẹp. Là chắc chắn lắm nha. Cái thời đó sao chắc chắn dữ vậy trời. Chắc chắn nó đẹp dữ thần đó bà con. Đó bà con thấy nó đẹp không? Nó đẹp mà đẹp nhất đầu lâu luôn á. Là hiệu Chevrolet năm 1915. Và chiếc này là chỉ có 490 đô của thời đó quý vị. Đẹp đúng không? Đẹp lắm luôn mọi người ơi. Cái gì họ làm thấy cũng chắc chắn hết trơn. Chắc chắn mà cứng lắm luôn. Bằng gỗ hả? Bằng gỗ. Ồ, xe này không biết để làm gì đây. Xe Ford 1914. Xe bán kem. Xe bán kem quý vị ơi. Xe này có 750 đô à. Trời ơi. Giống như là thời này mà ngồi bán trà sữa vậy đó. Trà sữa giờ vô tiệm mà không bán dạo như hồi xưa. Có thể là cái ô cửa sổ này để thọc cái mặt ra, để mà kéo cái này lên nè, để mà đưa cái mặt ra. Ơ mày uống muốn gì đó là tao bán cho mày đó đại loại vậy đó. Ô đây là chiếc Ford đó quý vị. Chiếc Ford này như mới nãy mình review chưa ta? Ô chiếc Ford này đang review ngang ngược thì bây giờ nó phát hiện có một cái vali để bên cạnh chiếc Ford đó. Cái vali hồi đó cũng thấy ghét luôn con. Cái vali này bằng khói bằng mây kia gì đó nè. Đẹp lắm mọi người. Rồi đây là chiếc Dodge năm 1915. Và chiếc này là thời điểm đó là 785 đô nha. Đẹp quá. Đẹp quá mọi người ơi. Ủa còn cái này là gì? Đây là những cổ máy của mấy cái xe đó hả? Đúng không? Engine. Máy của các cái xe. Engine. Rồi, engine. Engine đó, dạ, máy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá cái xe này là xe Ford luôn quý vị. Năm 1915 và chiếc này cũng chỉ 740 đô thôi. À, mấy này nghe nói là cái kiếm này nè, nó xếp lại được mà nó bật lên cao được của mọi người. Đó. Cái xe này là nó có cái mùi để che luôn. Đẹp lắm luôn. Không biết nói gì, chợ chiếc này còn nhất cái đầu lâu nữa nha bà con. Chiếc này là
Chiếc này Rolls Royce thời đó quý vị, năm 1932. Và chiếc cái này thời điểm đó là nó bán What? Trời ơi. Chiếc xe này năm 1932 quý vị mà nó bán đã 15.000 đô 800 rồi. 15.800 đô có nghĩa là rất là mắc. Rolls Royce thời đó mắc như vậy rồi đó. Mọi người đó, xe nó rất là đẹp luôn, nó đẹp kinh khủng luôn mọi người. Nghe nhìn vô nghe biết là cái xe này mắc tiền là y chang, tại vì cái thiết kế của nó là tiền khoản cái mọi người thấy không? Cái xe nhìn là nó đã khác rồi, nó khác người ở chỗ là hình như là nó thiết kế xung quanh là gỗ vậy đó, trông như cái nhà như quý vị đó, và những cái đèn nào cái đèn nó to chà bá lửa luôn mà 15.700. Rồi trước mắt ta từ từ sẽ tiến đến cái xe cảnh sát thời đó nha, nó rất là to luôn. Và đây là chiếc xe Morgan năm 1931. Và chiếc xe này thời điểm đó là bao nhiêu tiền đây, sao không báo giá vậy? Xe này thấy không có giá gì trơn mọi người ơi. Chiếc này ngay này chắc thời đó cũng rẻ thôi, chắc khoảng mấy trăm đô thôi. Này đúng đồ cổ đúng nghĩa. À đây trước mặt chúng ta là chiếc xe của Bolic nha. Rồi chiếc xe Bolic mà chạy gì rồi sao rượt người ta, trời bự quá anh ơi. Rồi đó anh chạy cồng kềnh quá rồi sao anh rượt chúng sanh được, rất là to nha quý vị. Lỡ mà có chuyện gì là anh không có đua lại những cái xe nhỏ đâu nha anh. À cái xe Bolic này có chở tù nhân anh. Ừ, chứ không phải là cái xe này để đi bắt cướp, em lộn. À, thì đây mọi người, cái xe này á, tại sao nó bự, nó cồng kềnh là tại vì nó chở tù nhân phía sau cái gì, nó có những cái sau cửa sổ đó để là mặt tù nhân ngồi chúng nó, hồi đó họ cũng lịch sự nha, họ làm những ô cửa sổ để người ta nhìn ra, người ta nhìn được cái bầu trời, nhìn được dầm người đi. Còn bây giờ những cái xe mà chở tù nhân kính bưng không thấy gì luôn, chẳng luôn. Rồi đây là chiếc xe năm 1925 sản xuất. Ôi rồi cái xe này cũng Rolls Royce quý vị, chiếc Rolls Royce này tới 12.209 đô luôn. Nói chung cái gì mà thuộc dạng Rolls Royce là mắc rồi, rất là mắc luôn. Nó đẹp nhức nách luôn. Nó có cái bánh xe sơ cua đúng không? Đó Rolls Royce đó nè, cái logo của nó nè, nó dài nó chà bá gì chứ không phải nó nhỏ gọn như giờ nha. Hồi xưa nè người thấy không? Đó, nó bự vậy luôn mà. Rồi tiếp theo là chiếc này là Franklin năm 1925. Chiếc này là 2.350 đô. Thời điểm này chiếc xe này 2.350 đô là cũng là thuộc dạng cao giá đó quý vị. Đẹp lắm luôn, thôi nó xe nó chắc chắn mà con. À cái xe này bây giờ hiện tại thì vẫn có, nó có cái logo, nó có con sư tử, con cọp gì chơi đó ta. Xe này giờ là nghe thấy cũng có nhiều lắm, những người mà sang chảnh họ đi cũng nhiều lắm nha. Sao sản xuất từ New York hả? Rất là đẹp luôn. Là bây giờ để chuẩn bị qua xe này thì chúng ta qua cái xe này đi. Xe này là Will King sản xuất năm 1923 và chiếc này trị giá là 1.525 đô. Và chiếc này gọi là giống như là một chiếc Jeep không? Chiếc Jeep thôi. Nói chung về xe thì em không rành lắm, em không mê xe. Nhưng mà đối với... nó không cho rồi. Nhưng mà đối với xe cổ thì là nha, rất là thích. Rất khám phá và nhìn ngắm nó. Tại vì nó đẹp quá, mọi người ơi, nó đẹp nhất đầu lâu, nó đẹp không? Đừng thớt đi. Cho mình chết rồi không? Đó những cái ghế này. Đẹp lắm luôn. Và đây tiếp tục. Đây là Mercedes. Ồ, hồi này đã có Mercedes rồi quý vị. À, đây, trước mắt chúng ta đây là chiếc Mercedes nha quý vị. Chiếc Mercedes của thời này đây. Nó sản xuất năm 1928 và cái giá trị của nó, wow, cũng không thua gì Rolls Royce nha quý vị, là cũng 15.000 đô la. 15.000 đô la một chiếc rồi, mắc ghê luôn không? Trời ơi, ta nói cái thời nào cái nem của nó vẫn giữ nguyên cái giá, nó vẫn y chang, vẫn mắc y chang. Cái này là chiếc xe gì đây ta?
cái thời này là phải ăn mặc như cái cô mà đứng mannequin trong đây đừng có gì đó, nó ăn mặc gì đó ngồi xe này nè chảnh chó gì đó. Đó thời đó phải ăn mặc gì đó. Còn chiếc xe này là giá trị cũng mắc nha, Casca hả, năm 1928 là đã có chiếc xe này và cái giá trị của nó là 4.040 đô. Đó mà có chiếc xe này là như má anh ta đó. Ai cái xe này là quý sưu tập đó. Cái logo rất là đẹp như này, rồi cái logo của nó đẹp lắm luôn á, logo của xe này đẹp ha, đúng luôn á, cái xe đẹp mà nó dài nó cái gì, cái xe này nó dài bằng hai cái xe cộng lại luôn á, nè anh ơi, anh đứng nó đọc quá vậy. Alex nè coi nè, cái xe nó dài, nó dài còn vậy đó quý vị ơi. Xe này dành cho George Washington, tổng thống đầu tiên. À, là cái xe này dành cho ông tổng thống đầu tiên ngồi trên chiếc xe này đó quý vị. Wow, giờ chúng ta nãy giờ review mình chúng ta không để ý về cái lịch sử của xe thì mới biết là xe này dành cho một vị tổng thống đầu tiên đã ngồi trên chiếc xe này nha. Giá trị đẳng cấp quá bà con ơi. Rồi tới chiếc xe này là gì đây? Nó giống như là cái Rolls Royce tiếp quý vị, năm 1925 và chiếc này trị giá của nó là 12.209 đô nha. Trời ơi, cái chiếc Rolls Royce với Mercedes là thấy là mười mấy ngàn, mà thời đó là mười mấy ngàn là không có rẻ đâu đó mọi người. Ôi, nè coi nè, nó làm mấy cái vết nứt rạn rất là đẹp ha. Hay là hồi đó xe nó nứt rạn cái này ta, à cái kiểu nó gì bà con có thể là mẫu, mẫu của nó vậy đó, như là cái vỏ trứng, vỏ đá nứt vậy đó, giống như đá nứt vậy đó. Ồ đẹp quá này. Đây nè. Trời ơi, cái thời đó ăn mặc gì nữa trời. Lạ lùng vậy. Ừ. Đứng hộp, đứng đá rồi sao hả? Ừ. Rồi quá vậy. Rồi. Cái xe này của vị tổng thống, chiếc này chiếc Ford Hoover quý vị. Chiếc này là, ủa, chiếc này có 550 đô thôi. Ừ. Chiếc này là sản xuất năm 1929 nha. Rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Mọi người thấy đẹp không? Chiếc nghe nó đẹp quá. Cái xe này phối màu rất là đẹp nha. Năm 1930 Ford. Chiếc này là 2.595 đô quý vị. Xe này nó có cái lịch sử gì không anh? Không, không có gì hết. Chỉ là sản xuất tại Mỹ. À, sản xuất tại Mỹ. Mọi người thấy không? Chiếc xe rất là đẹp nha. À, những chiếc xe nãy giờ review chiếc nào cũng đẹp. Đẹp nhất đầu luôn, đẹp nhất óc luôn. Và đây nữa. Cái chiếc này nha bà con. Chiếc này thì gọi là Bugatti hả? Chiếc này bao nhiêu? Thấy không có để giá. Chiếc này không biết bao nhiêu tiền. Chiếc này vô giá sao đó không có giá nha. Ôi xe nhiều quá mọi người. Xe nào xe đó đẹp không luôn. Không có xe nào mà nói chữ xấu được luôn á. Đây cái xe này của cảnh sát thời đó quý vị. Cảnh sát thời đó mặc đồ vậy đó, đó mấy chị quý tộc thời đó. Hả? À, anh Hùng như Mỹ Nhân đó. Sản xuất năm 1931, model 43. Chiếc này 3.350 đô. Wow, chiếc xe đẹp quá. Ồ, cái logo là một cái người đàn ông mà cầm cái mũi tên, ông tên để bắn. Đẹp lắm mọi người. Trời thời đó tại sao có những cái chiếc xe nó to. To quá luôn mọi người. Cái này là nó bằng luôn chiều dài một chiếc xe bus luôn rồi đó. Vậy hả? Đây nè, để mình review chiếc này nè. Chiếc này chưa review luôn nè. Chiếc này nó có hình con chim, con vịt gì trên này đây. Wow. Chiếc này là năm 1931 Ford. Và chiếc này trị giá nó là... Ô, chiếc này trị giá có 500 đô quý vị. Ford Hoover, chiếc này 500 đô của thời đó nha bà con. Chiếc này giờ bán ra nhiều tiền cũng có người mua quý vị. Xe này là xe cổ thực sự luôn. Đây,
trước khi chúng ta review cái chiếc xe cuối cùng thì chúng ta review chiếc xe này đi. Hatch panel là chiếc này. Chiếc này, ô chiếc này lên tới 20.000 đó quý vị. Giá trị rất là cao nha. Chiếc này 20.000 đô rồi, sản xuất năm 1935. Wow, có biển số rất là đẹp nha. Wow, những cái chiếc xe này đẹp quá mọi người ơi. Biểu tượng là một con cò đang bay thôi. Mà sao nó mắc dữ vậy trời. Trời, những chiếc xe đẹp, đẹp. Đẹp dã man như con ngan. Nói chuyện như kiểu bằng kiều đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ review chiếc xe cuối cùng. Và nghe đồn chiếc xe này rất là mắc giá nha bà con. Lico. Wow. Ủa chiếc xe này rẻ mà. Chiếc xe này có 2.865 đô à. Sản xuất năm 1941. Chiếc xe nhìn to vậy chứ giá này cũng không cao nha quý vị. Chỉ có 2.941 đô thôi. Ô, 2.865 đô, sản xuất năm 1941. Thế là cuối cùng chiếc xe này là chiếc xe giá trị và mắc nhất nha quý vị. Chiếc xe này tới 20.000 đô luôn. Chiếc xe mắc vừa là 15.000, 12.000. Chiếc này là tới 20.000 đô luôn. Cả nhà ơi, chú Nha đã đi một vòng review khám phá một loạt cái xe cổ của thời đó cho mọi người xem rồi ha. À, đó, đây là những cái màn hình ghi lại cái hầu quy trình mà sản xuất những cái chiếc xe hơi nó như thế nào ha. Hay là cái phim tài liệu tư liệu của thời đó lắp ráp chiếc xe như thế nào. Thời đó đàn ông người ta tắt ốc rất là đẹp chứ quý vị, mặc đồ rất là, mặc dù đi làm hãng hình sự thôi nhưng mà ta mặc đồ cũng rất là quý tộc luôn. Chúng ta sẽ xin tạm biệt, kết thúc chương trình tại đây. Sau khi Thúy Nga đã review một loạt những cái xe cổ ở ngay cái động Phong Nha ở tại Virginia cho mọi người xem rồi, bây giờ là Thúy Nga xin kết thúc chương trình tại đây nha. Thúy Nga xin bye bye, tạm biệt cả nhà.